Xin chào anh em, đây sẽ lại là một video nữa mà tôi nói về những nguồn gốc, ý tưởng hình thành nên thiết kế Pokemon mà xuất phát từ truyền thuyết Nhật Bản. Trong số đó có những thứ khá dễ nhận biết, có những thứ lại không được phổ biến cho lắm, ít nhất là với những người không sống ở Nhật. Dù sao đi nữa thì sau đây vẫn có thể là những thông tin mới mẻ và thú vị cho ai đó, nên là hãy cùng bắt đầu thôi nhé. Baku trong tiếng Nhật có hai nghĩa. Một là địa chỉ loài yokai chuyên ăn giấc mơ. Con quái thú này có mình gấu, đầu voi, mắt tê giác, đuôi bò và chân hổ. Mặc dù có ngoại hình quái dị như vậy, Baku lại là thế lực tốt lành, là một vệ thần của nhân loại. Nó ăn giấc mơ của con người, đặc biệt là ác mộng. Những linh hồn cũng như quái vật xấu đều phải sợ hãi Baku và né tránh khỏi những khu vực mà chúng cai quản. Cho nên ở đâu có Baku là ở đó có sức khỏe và có may mắn. Nghĩa thứ hai của từ Baku là con lợn vòi. Thì nó là một con lợn, có mũi dài như vòi. Và trong thế giới của Pokemon, người ta đã tạo ra những sinh vật có đặc tính của cả hai cái nghĩa này, đó là Drowsy, Muna và Mushana. Chúng vừa mang hình dáng của loài lợn vòi, vừa có khả năng và thói quen ăn giấc mơ của người và Pokemon khác. Hai loài Pokemon này có chung một nguồn gốc tổ tiên, nhưng trong khi loài Muna thì thân thiện hiền lành như chúng ta đã thấy trong manga của anh Black, thì loài Drowsy dường như lại có xu hướng ngược lại. Đây là một Pokemon khá gây ám ảnh khi mà chúng đã bắt cóc trẻ con ngay từ những ngày đầu tiên của anime. Pokédex của chúng còn nói rằng những cơn ác mộng thường có vị chua nên Drowsy không thích ăn chúng. Hãy nhìn vào con Slowbro này. Chúng nó nổi tiếng với sự chậm chạp, ngáo ngơ và điều đấy thể hiện ngay trên khuôn mặt chứ không cần phải tìm hiểu ở đâu xa. Và ở đuôi chúng nó có một con ốc cắn vào mà theo như Pokédex giải thích đó là con Shellder. Nhưng mà chắc chắn lần đầu tiên nghe thấy điều này, anh em hầu hết sẽ chẳng thấy liên quan gì đúng không? Hình dạng con ốc gai này thực chất liên hệ đến nguồn gốc thiết kế của Slowbro, đó là Sazae Oni, loài quỷ quái dị mang hình dáng của một con ốc khổng lồ với phần thân nhô ra là cơ thể người. Chúng ám những vùng biển và nhảy múa vào đêm trăng rằm. Cơ bản thì mấy con này cũng là loại quái vật lừa người đi biển bằng cách giả làm gái đẹp bị nạn cho người ta đến cứu rồi bắt ăn thịt. Còn ở trên đất liền, Sazae Oni cũng thường giả dạng thành những phụ nữ cô độc, lang thang, rồi dừng lại ở những nhà trọ và ăn thịt người chủ trọ trong đêm. Hoàn toàn không giống với tính cách của loài Slowbro tí nào, và tôi nghĩ điều đấy là tốt hơn cả. Kama Itachi, dịch nghĩa nôm na là con chồn lưỡi liềm, là nguồn cảm hứng cho gia đình nhà Sneasel, Weavile và thành viên mới gần đây nhất, Sneasler. Chúng sống trên những ngọn núi lạnh lẽo, theo nhóm ba con và nhanh nhẹn đến mức tạo ra một cơn lốc khi di chuyển. Mấy con này tấn công những người mà chúng đi ngang qua và ngay sau đấy dùng một loại thuốc đặc biệt để trị thương cho họ luôn. Bởi vì chúng quá nhanh nên nạn nhân sẽ chỉ thấy nhói đau chứ không thấy vết thương nào và nghĩ rằng đó là do gió bút gây ra chứ không phải là do ba cái con chồn siêu rảnh rỗi này. Gia đình nhà Sneasel và Weavile thì rất may chúng nó không bôi thuốc cho đối thủ, thế nên trở thành những kẻ đi săn rất lợi hại. Với tốc độ và sát thương cao cộng với số đông bầy đàn, chúng có thể làm thịt cả những con mồi to lớn như là Mammoth Wine. Còn cái con Sneasler ở vùng Hisui thì lại thích sống trong cô độc hơn, có thể là bởi vì chúng nó đủ trình đi solo được rồi nên không cần thằng nào hết. Onamazu là con cá chê khổng lồ, sống trong bùn lầy, mạch nước và cả những hang động dưới lòng đất. Giống như những con cá chê bình thường, chúng nó thích đào xuống bùn và quẫy mình mỗi khi chúng thích thú. Bởi vì kích thước khổng lồ của chúng cho nên những cú giẫy này cũng uy lực hơn rất nhiều đến mức tạo ra địa chấn, động đất và gây nguy hiểm đến đời sống của con người. Yeah, cơ bản chỉ có thế, và đây cũng là một cách để người xưa giải thích về những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Onamazu chính là nguồn cảm hứng tạo nên loài Pokemon Whiskash, là con cá chê mang hệ nước và đất. Rất tiếc là nó không khổng lồ một tí nào. Cơ mà hiện tại, nó đang là Pokemon lởm nhất trong số những cái con mang cùng song hệ này, cho nên biết đâu về sau nó lại tiến hóa thành con gì to hơn không biết chừng. Whiskash có khả năng tạo ra những cơn động đất với bán kính lên đến 3 dặm và cũng có khả năng lực dự báo động đất nữa. Cơ mà dự báo thì có gì là khó khăn đâu, khi mà chính mày là cái nguyên nhân tạo ra động đất chứ hả? Hakutaku thực chất là có nguồn gốc từ Trung Quốc, được gọi là con bạch trạch. Nó có hình dạng như một con bò trắng, có 9 mắt, 3 cái trên đầu và 6 cái trên thân.
cùng với đó là 6 chiếc sừng. Nó sống trên những ngọn núi cao và rất ít khi xuất hiện, chỉ xuống núi vào những thời đại mà có những vị vua chúa anh minh, cho nên sự xuất hiện của nó được xem như một phúc lành cho cả cái thời đại đấy. Bạch trạch là một sinh vật thông thái, nó biết mọi chuyện từ quá khứ cho đến tương lai. Có một truyền thuyết đã kể rằng nó xuất hiện cảnh báo người dân về một đại dịch sắp xảy ra và trao cho họ một lá bùa để tránh nạn. Sinh vật này liên hệ trực tiếp đến Pokemon Absol. Pokemon hệ bóng tối này cũng được miêu tả là một sinh vật thông thái, rất ít khi xuống núi và nó chỉ xuất hiện để cảnh báo con người về những thiên tai sắp xảy ra. Tuy nhiên anh em mình là người biết được điều này thì còn có thể thấy hiển nhiên đây là một sinh vật mang lại may mắn tốt lành. Nhưng trong thế giới Pokemon, nó lại đi kèm với một cú twist. Những con người trong thế giới này, đặc biệt là những người già, thấy Absol xuất hiện ở đâu là tai ương kéo theo đến đấy, nên cho rằng chính Pokemon này mang lại xui xẻo và thường xua đuổi chúng. Moku Mokuren có nghĩa là nhiều mắt. Đây là cách gọi những bức vách bị ma ám. Kiểu như là vách nhà với cửa giả của người Nhật hồi xưa được dán giấy, như anh em thấy trong phim Kiếm Hiệp, bôi nước bọt dí phát là thủng ấy. Nếu như trên những tấm vách này có lỗ, người ta tin rằng những con mắt ma quái có thể lấp vào những lỗ hổng đó và quan sát người bên trong nhà. Chúng được gọi là Moku Mokuren. Và mặc dù có thể nói là hoàn toàn vô hại, nhưng trông chúng lại khá là rùng rợn đấy. Trong thế giới Pokemon, có con Ultra Beast tên là Stakataka, chính là một bức tường có rất nhiều lỗ thủng và những con mắt lấp ló phía sau những lỗ hổng đấy. Và nó cũng chỉ có thế, rất đơn giản, giống như con ma tường ý tưởng của nó vậy. Tương tự với kiểu ma ám và đồ vật của Moku Mokuren, chúng ta còn có Pokemon Dusclops, trông có phần giống như một xác ướp và được đặt cho một cái tên tiếng Anh giống như quái vật một mắt Cyclops. Nhưng thực tế, ý tưởng của nó là con ma lồng đèn Chosin Okabe mà tôi khá chắc anh em đã từng thấy trong truyện Doraemon một vài lần rồi. Và cơ thể trông giống như xác ướp của nó cũng có thể hình dung như một chiếc đèn lồng bằng giấy được. Trong văn hóa phương Tây có con quái vật nhiều đầu tên là Hydra. Còn văn hóa Nhật Bản cũng có một con tương tự gọi là Yamata no Orochi, hay chỉ đơn giản là Orochi. Nó cũng xuất hiện trong rất nhiều game và manga, ví dụ như là Doraemon chẳng hạn. Yamata no Orochi là một con rắn khổng lồ, 8 đầu 8 đuôi. Kích thước của nó có thể kéo dài 8 quả đồi và 8 thùng lũng. Về cơ bản thì đây là một con quái tàn bạo, được hình thành từ dòng dung nham của 8 ngọn núi lửa bao quanh nước Nhật. Người ta nói rằng 8 cái đầu của nó tương ứng với 8 đại tội của con người. Nhưng nói đến đây thì hơi sâu xa quá. Túm lại thì đây là một con rắn cực kỳ xấu tính. Và điều đó cũng thể hiện trên Pokemon Hydreigon. Bất kỳ thông tin Pokédex ở bản game nào cũng nói về việc Pokemon này tàn bạo ra sao. Rằng hai cái đầu ở hai bên của nó thực chất là tay và không có não, cho nên chúng sẽ tấn công bất kỳ thứ gì mà không cần suy nghĩ. Pokemon này phá hủy và nuốt chửng bất kỳ thứ gì di chuyển và sẽ không dừng lại cho đến khi nào con mồi bị hạ gục. Anh em có thể thắc mắc là con Hydreigon này nó chỉ có 3 đầu thôi cơ mà, so với 8 cái đầu của con lúc nãy có vẻ hơi khập khiễng. Dĩ nhiên để vẽ ra một con rồng 8 đầu trông sẽ rất là rối mắt, nhưng hãy nhìn lên những cái cánh trên lưng của Hydreigon đi. Chúng được thiết kế giống như những chiếc đầu rắn đang há miệng đấy. Và với con Orochi này thì tôi sẽ dừng video tại đây. Tất nhiên những thông tin mà tôi đưa ra chỉ là một phần rất nhỏ trong cả nghìn Pokemon và mỗi con trong đó lại có những nguồn gốc thú vị của riêng mình. Anh em nào có biết thêm những ý tưởng Pokemon thú vị nữa có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết trong phần comment nhé. Và biết đâu có những thứ mà tôi vẫn chưa biết có thể tổng hợp lại thành một video nữa thì sao? Cảm ơn anh em đã xem hết video này và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace!